sức xa một chùm nền từ sản vật chí mình sẽ miền nó ná dục chất tục đạn tê hai cọ mình sẽ miền nó ná có một chùm nền nít bật bật gọt đài như sắp hiện tràn chạp ở rõ một chùm nền cái nạn đấy cực rõng tìm xa ca tú tâm nhạc tâm đồng xa thê rõ nát nâng chùm nền xanh xanh tờ vinh tại tôi chỉ dàng là cái đấy như sắp tu sản vật chí cả nhà xa rây rốt nơi tài chạp dốc một vật chí tu sản vật chí nì cả nhà bàn đi chế thá một vật chí đài cả nhà cầm bông sắc xa cư mình sẽ chùm nền kê chạp ở rõ riêng bằng mạng nụ tê đài cả nhà bàn lực làng thá đôi chỉ nơi khăn thân ái riêng được bỏ cả nhà phát môn đồng bốn chùm đồn đi sát đài sắc xa một cuộc chiến đi miền rõ hốt đó chiến hà sập nẹ bần tay mà tôi bên đi miền chùm đồn nẹ sắc xa trâm tay mà phay bí nẹ bần nọ cả nhân cho hiện đồ bốn có ớt tâm nẹ nẹ interest về một cuộc chiến đang chọn nè mong bần tay thả nhau miền tay mà phay bí nẹ mẹ miền một cuộc chiến đang tâm bắt đồ bốn la vì miền đó hà chiến bần tay phải hiện hiện tới cái chỗ bố kẹo sẽ chạp làm phải bay tiền một cuộc chiến xe cho nó bốn đã hệ tất cả sở lãnh nâng biên cái đây sắp bấn trong thuê ca nghĩa nực nông ông cá tụ bây chìa mình miên nẹ chạp ở rõm sạc xa mục chìa đi cỏ đói có một bàn thuê ai cả nhà sở rây rốt bóc bong chào cả sạc xa cả đà tì nụ đài tôi tự vấn cả nhà rục ní bài chì miên cầm nất dọc chật tục đã cho rùm áp hề rẽ nâng cho rùm lạp đầu tù sản xung cống đòi bằng hai ai xung cống khởi thá mục chìa đại kê kịch thá mình ai rục ca nghĩa thuê bán bài chì ai rục ca nghĩa bàn thuê tự vấn cùng đất nhóm nhóm còn là chạy dân tộc khác nia trên lịch sử nâng được có mình tha nẹt na cái đại dịch sử bao cấp ôn được nẹt để riêng một cái chiến tranh tôm quát ở cùng đạn mình lại tiếp từ lời một cái chiến tranh nào bị chia nên lấy xa ra tụ bay chia một cái chiến để quát riêng nam một than ấy có cây mình cho tôi nào bị chia nên không một cái chiến để quát riêng nâng đài chứ sờ lá mũi mũi cô từ vùng vẫn nay một cái chiến tôi nào bị chia nữa bây giờ mình triệt cho cái nông để cha nam một than ta một cái mũi mũi để chiến thần gì kia được lại sinh sinh chứ chân còn ai chưa quạt tịch tịch âm pi tết nào bị chia nè ngày chân quạt và hai chia cả thao tết nào bị chia sống khác ai được coi một tết tết nào bị chia và coi trên miền tây xa bị tràn đá bóng nhóm quạt cùng ai kịch từ lời ở mình tẹo bị trùng miền tha riêng tết nào bị chia hai nên càng nhiệt vời sống khác lòng phát cứ dương tăng từ lời sự mặt tập thiết luôn ai nên càng chết sót phai nên bị thi tên tên để chia sai chia làm bảy bàn càng nhiệt vời nên bóng hay riêng tết nào bị chia đôi chia cùng đặt khác chân cái thai riêng tết nào bị chia hai mơ tập chơi kêu tôi cho riêng tết nào bị chia hai đa đa tại nhà ai chứ nào bông bị khác kê cầm được tiếng anh nó khoản để chia tầm đầy để kê đi côn mau từ lượng một cái chiên nắng này tầm tái coi bị những qua một cái chiên nắng hao nhưng mà từ tụ đằng tìm một cái chiên nắng hao dùng cặp để chơi lại tầm tái sống khăn làm phân một cái chiên cầu viên nên làm lại những sự khăn khăn một cái đây mình hay những riêng hao riêng tới một cái chiên khuôn anh nên làm lại một cái chiên này đã tới anh nên làm lại chân khoản là cho ai đo ca cho chết tận đạn từ lượng từ sản chiên lang vinh nhi sách tu sân đạo chiêm ruộng tiết nơi sài gòn chi lai phù mẫn phnom penh ai kết tết tu sân đạo chi chăn am tị buôn khồng bà hai chi lai vị chi sa sừng cúng nâng menu xá lục khốt anh lý ba này đằng thá ai kết tết tu sân đạo chi sặc xá đôi khi tận đằng ai kết tết xem xét đây sài đạt tây tiệt đài cứ miền đại dạp bốn chăn am sầm lập thân đạo nhà bát hai pe chóc cả ai to chóc anh bận đất lười chấm đến tu tớ ban phòng đài lục bận tội đằng tiệt thá tu sân đạo chi chi một chi mũi đài cột đằng đắp tê lướt tê tập hiệp xem xét chia chán đôi chi tu sân đạo chi sa hạ sa máy tu ទស្សនវិជ្ជាបិឈមសម័យទស្សនវិជ្ជាអប់រំទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទស្សនវិជ្ជាសិលធម៌ទស្សនវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រវិជ្ជាសាស្ត្រសង្គមនិងវិជ្ជាសាស្ត្រនយោបាយជាដើមលោកអេងលីបានឲ្យដឹងទៀតថាការសិក្សាមុខវិជ្ជាទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យលោកបានដឹងច្រើនពីគំនិតសុជីវធម៌សិលធម៌និងគុណធម៌លោកបន្តថាក្រៅពីនេះលោកក៏អាចយល់ដឹងពីបញ្ហាសង្គមបញ្ហានយោបាយជាពិសេសដឹងពីតួនាទីសំខាន់របស់ពលរដ្ឋក្នុងសកម្មភាពជួយសង្គមផងដែរតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបានដឹងអំពីសង្គមរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងអំពីតួនាទីរបស់ខ្ញុំទៅចូលរួមក្នុងសង្គមតាមកម្មវិធីនយោបាយព្រឹត្តិការណ៍សង្គមអីផ្សេងៗទៅតាមលោកបន្តថែមទៀតថានៅពេលដែលលោកបញ្ចប់ការសិក្សាមុខវិជ្ជានេះលោករំពឹងថាលោកអាចយកចំណេះនិងជំនាញទាំងនេះយកទៅបម្រើសង្គមនិងជួយសង្គមតាមរយៈបំណងខ្លាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយរូបទៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំខលជំនាញចាប់និងចង់ពង្រឹងខ្លួនខ្ញុំឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបដើម្បីជួយសង្គមនិងមនុស្សទូទៅក្នុងសង្គមពិភពខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋពិបាកវានិយាយទៅនៅពេលដែលប្រទេសទទួលពីចម្ងាយហើយមកធ្លាក់មកពិបាកអញ្ចឹងវាដូចជាពិបាកទទួលយកអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋពិបាកអញ្ចឹងមនុស្សគឺមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជួយមនុស្សឲ្យមានសិទ្ធិល្អប្រសើរក្នុងសង្គមនឹងកលិចមកនិយាយពីកញ្ញាហកនិកាវិញម្ដងនិស្សិតសិក្សាមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាមួយរូបដែរបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុដែលកញ្ញាសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជំនាញមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាយកមកសិក្សាពីព្រោះមកពីនិស័យចំណង់ចំណូលចិត្តនិងក្តីសប្បិនហើយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់តាំងពីដំបូងដែលកញ្ញាកនិកាសម្រេចចិត្តគឺដោយសារតែមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងមុខវិជ្ជាឯកទេសទស្សនវិជ្ជានេះផ្ទាល់
đại xa tại cô bằng nông bóng ôn, ôn trong khá chí cử bằng riêng. Hay dù khuyên tha tết nạ vị trí, đó đã thả bởi giáo dân trốn. Hay hòa vầy đại dòng khăn, cứ ca sản phẩm chất nông ca chứ rực mục vị trí tết nạ vị trí mà tục tá. Vì thử ơi bóng ôn, qua khuôn anh tha, khuôn anh kì nà ná, khuôn anh kì bông về thử ấy. Tôi ơi mình nông miên con thô, sơ là thô, chế rù nơi cậy rùm lời khía, chế á chia sài ở khía. Dòng khăn lòng phức cứ đó sài bằng hà chì vật bọc luôn, bằng hà bọc luôn là chụp tế. កញ្ញារូបនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្តថាថ្ងៃខាងមុខនៅពេលកញ្ញាកនិកាបញ្ចប់ការសិក្សាកញ្ញានឹងយកអ្វីដែលកញ្ញាចេះនឹងធ្លាប់បានរៀនយកទៅចែកចាយចំណេះដឹងដោយនឹងអ្វីដែលកញ្ញាធ្លាប់មានក្តីសុបិនក្នុងការក្លាយជាគ្រូបង្រៀនមេរូដែលបំរើការងារនៅក្នុងវិស័យអប់រំជាដើមហើយកញ្ញានឹងយកអ្វីដែលកញ្ញាទទួលបានពីការរៀនសូត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យនឹងយកទៅចែករំលែកដល់អ្នកដទៃឲ្យស្គាល់នឹងជួយពីអ្វីដែលជាពុទ
ដែលក្រុមរៀនទស្សនវិជ្ជាតាំងពីឆ្នាំ2005សាស្ត្រាចារ្យកាន់សកុមបានឯកដឹងតាមរយៈបទពិសោធន៍បង្រៀនរបស់លោកថាមកពីនិស្សិតយើងសិក្សាមុខវិជ្ជានឹងក៏បានស៊ីជម្រៅដែរដោយសារគាត់ដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមថានិស្សិតភាគច្រើនគាត់សិក្សាគឺសម្លឹងទៅលើទីផ្សារគាត់អត់ទៅសិក្សាអំពីសង្គមទេហើយគាត់ឥឡូវគាត់គិតថាអ្វី ក៏ចង់បានគឺគាត់រៀនទៅដើម្បីមានការងារធ្វើតែម្ដងតែនិស្សិតភាគច្រើនគាត់យល់ថាមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជានឹងមិនដឹងទៅធ្វើអីបើប៉ុន្តែតាមពិតទៅមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជានឹងគឺជាវិជ្ជាចំមួយដែលសិក្សាអំពីបាតុភូតផ្លូវចិត្តផ្លូវអីរបស់មនុស្សហ្នឹងណាបើយើងអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះហ្នឹងទេយើងត្រូវរៀនអានោះក៏អត់មានដំណឹងអីដែរតែមុខវិជ្ជាមុខវិជ្ជាតម្រូវការទីផ្សារហ្នឹងសាស្ត្រាចារ្យកាន់សុខុមបានឲ
đôi chỉ không cả prapiệt sầm đấy cả cục rong play chết chip sẽ một chuyện này có sầm rập ao menu ao rung cuốn tẹt tông nâng sờ thò nâng chạy giả thò phẳng đài nâng nhom nhom chăng ao mình chặt bông sờ nâng sắc sam sưu sưu nạp chiên nâng ao bàn sầm cô sưu sưu nạp chiên nâng viên nâng sờ con giòn ta sầm rập mình sờ giả ăn vuột mình không cang ní của cái lạnh khá tẹt tông tông nâng cả ao rung play chết bây giờ tôi đang sờ bây giờ tôi phơi cá miên cái lạnh nào sưu lê bà cá na dương bán cho play chết cho tôi sắc sam cho tôi ăn vuột té ăn nâng dương ai cho thơ cá cho mua cái bán nè có thể cao 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 biểu sống đây là khá tư mê khá của cao sống đây sọc của cổ hơi chân tư cũng vô cùng rơi chân nè và khá tư có cái dù phí tư sản trang chân tư dù phí sản lọt hoài trang chân tư cái gồm sáng bán cao biểu sống đây sọc của cổ hơi chân tư chân có là dân miên là một chia như cũng tới dân miên tư sản bị chia nâng dân sắc ta tư tư sản gặp ai mà nụ nâng áo gồm khu này như cũng tới cứ tự tôn nâng sản lọt hoa chạy giá thoa hay nâng cao gồm trong bên nụ đáy nè nông bị cơ sông áp rũm lục rùa xe lính có bàn lực tức chất tự đoàn nè đại bàn sắc xa tu sản áo chế đại bảo bệnh đơn phí sản áp rõ cháu vì ca sắc xa mục chùm lĩnh nịt thá ní sức đại sắc xa mục chùm lĩnh tu sản áo chế cư miên trọ chí trả hần khu nông ca xoay đột ca nghĩa rưu mùi có ai bông bình kích ca rồi bọc luôn nơi bệ bình chập ca sắc xa bàn đôi chế tìm mùi ní sức đại bình chập ca sắc xa thân áp rãnh bạn đời sẽ có chí lái ai miên ở các khai chí cử bằng riêng nơi chí lái đôi còn tại sắc xa bằng to nơi chí sản chết áp rũm lý dạp bê mùi chân ám đảm bây bà lòng khu nông cọp khăn tìm pin đi sạch tầng nốt của ai thuốc ca khu nông sạch bàn rốt nơi khu nông ong ca mần mẹn rốt thập bị bá có đôi chí nơi khu nông cọp hôn mùi chùm đồn phòng đài khu nông này ní khi tha khu nông cọp khăn khai dùm bì ca khai đi chi khu bằng riêng chứng nạp chi đài gọt chập bà đình bạc hơi còn mong bà chập sẽ là khu nông chúng thiệt chứ còn ai từ nông cạn xa xây và thò thiết tu tha nè riêng chủng niên tụ bây có riêng chủng niên vị trí sát sẽ kết này khả năng sát này càng với sát này xem xây cả đói cả ba tu sản nam chi nên khả năng mì riêng lúc tay trên bàn trôi chỉ nên còn thay bị lứ chủng niên này có từ riêng đặc biệt riêng sâu căn được phù tứ nên lên tu sản nam chi đi thì rất cái thời cá mình thay thiệt đôi chi nè riêng đò lúc mình biết đò mình biết từ sát đò mình biết nứng thì hai đã chi PhD in a tha chi philosophy doctor in economy in law chẳng tới mình lấy tha chi mình đất thấy tu sản nào chi phải ai mùi chẳng mình lấy tha ca đi cái này chơi tìm tiêu miền ca dul ở miền
การเตรียมที่การพิจารณาได้วินิจฉัยเนี่ยนี่ยังที่โชว์เลยมูลค่าในการยศดังปีศาสนาจีนนี่คืออาจเอาเนี่ยศึกษาของลูกเชียนจับโยกการสร้างบทผู้บานลงในทางการกิดการในตุลีการพิการในสิ่งรื้อการฟื้นได้วินิจฉัยในนี้การได้มีเทปสกัดมาในเฮาจีจำนวนสำคัญในศาสนาจีปีนิคมจิตาฟชูตะไทรเอฟอัมร้อยปี